Hey, người ta nói đúng ghê, gió đưa bụi chuối sao hè. Vẫn chờ chút xíu ai về có thai ha. Có thai thôi mà, có cần làm quá gì không? Mày chưa nghe người ta nói hả? Có câu con thầy vợ bạn gái cơ quan, mấy thứ đó đừng có ngu mà đụng vô. Ổ kiến lửa đó nó cắn cho sức con cờ u. Nữa gì là sợ, nghĩa là mày đã thọt tay vô ổ kiến lửa rồi đó thằng ngu. Mày không biết con lú lẳng lơ là con của sếp hả? Tao không biết hai đứa mày ăn cơm trước cổng cái kiểu gì mà để nó dính bịch ni lông ở trong bụng. Cái gì vậy? Em nhớ là tụi em ăn cơm trong nhà đàng hoàng mà, chứ đâu có ăn ở trước cổng. Mà bịch ni lông làm sao nuốt? Là có bầu đó thằng ông nội. Hôm bữa lễ mới có nắm tay thôi chứ chưa có đụng được cọng lông nào mà bây giờ nó đòi cốc bầu hả? Thằng khứa nào ăn ốc rồi bắt tôi đủ vỏ. Tôi mà biết là thằng nào, tôi tán cho nó sắp mặt lờ rồi đá cho nó nghỉ đẻ luôn. Thôi lỡ rồi mày ráng đi, chịu không chịu thì cũng là nhiệm vụ rồi ha. Nhưng mà ổng cũng có hứa làm xong mày sẽ được tặng một cái điện thoại Apple F3 Lite selfie mệt nghỉ. Apple F3 Lite chứ gì, trong tháng 9 này chỉ cần trả trước 890.000, vậy là mua góp được rồi. Trên FPT shop chứ đâu, làm quá. Tóm lại đi hay là không đi? Nói chung là tóm lại là tôi đi. Nói thiệt chứ em nể lắm mày mới đi đó nha. Xạo xạo hoài, bạn con lú nó chưa có đủ 18 tuổi, mày sợ đi bốc lịch thì nói đại đi, diễn sâu quá. Làm học sinh thôi mà, có sao đâu, đời trai mày cũng mất rồi còn sợ cái gì nữa. Con bợ nó đúng là nhà trường giống như cái nhà tù vậy. Sách vở là kẻ thù, đi học như là đi tu, thời gian như cao su, bạn bè như tôm sú, thầy cô thì như sách thủ. Thằng nào, chưa mất dạy à? Cô đó, cô thích, cô chọi á. Em chưa biết nội quy ở đây phải không? Điều 1 cô Thảo luôn luôn đúng. Điều 2 nếu cô Thảo sai xem lại điều 1. Cô đang nói mà em trố mắt nhìn cô vậy đó hả? Bây giờ sao? Em bôi cái môi thâm rồi hãy nói chuyện với tôi nha. Mấy đứa hiểu chưa? Dạ rồi cô Giao Thảo. Đang kiểm tra mà em làm cái gì đó? Hả? Cái tờ bướm này là của ai? Dạ em mượn của bạn. Đang kiểm tra mà cũng nghịch ngợm cho được. Em lên văn phòng uống nước trà với tôi. Bướm này nó quậy quạng cái gì vậy hiệu trưởng? Nghịch bướm bạn trong giờ. Em còn gì để giải thích không? Thật ra chỉ là em khỏi cần giải thích, tôi đi guốc trong bụng em mà. Em thấy con trai nghịch bướm cũng bình thường thôi mà. Còn cô thì sao? Tôi cũng vậy. Cô có cần dễ dãi vậy không? Cũng bình thường thôi mà. Con gái nào mà không có bướm? Tôi đang nói với con bướm cô ép trong sách đó nha. Đừng có nói là mấy người đang suy nghĩ cái mà khán giả cũng đang nghĩ nghe chưa? Chắc là hiệu trưởng cũng thích bướm mà. Thôi bỏ qua cho nó đi. Thôi được rồi. Vậy bây giờ tao đố mày một câu. Nếu mày trả lời được không những tao tha mà còn tặng thêm cho mày một cái điện thoại Apple F3 Lite nữa. Camera của Apple nét khỏi chê luôn. Mày có dám chơi không? Lại là Apple F3 Lite hả? Sỉ nhục lần hai. Trả trước 890.000 em cũng mua được vậy. Ở đâu bán? FPT Shop. Không tin cứ lên FPT Shop mà coi. Đâu, để coi. Có thiệt không vậy hiệu trưởng? Thiệt luôn. Ôi trả trước 890.000 thiệt hả? Tao 890.000. Vậy thôi, mày không lấy cái điện thoại nhưng tao vẫn phải đố mày một câu mới được. Đố là trò gì càng chơi càng ra nước. Đánh cờ chứ gì? Sao lại chơi cờ vậy hiệu trưởng? Đánh cờ thì ra nước cờ. Vậy bây giờ tới em đố thầy ha. Thầy mà đoán trúng em tặng ngược lại cho thầy cái Apple F3 Lite luôn. Đố thầy ba vợ của em rể của chồng chị dâu là cái gì của thầy? Tưởng gì chứ cái này tao không biết. Là ai vậy hả? Là cha của ổng.